Xin chào mọi người đã quay trở lại với góc sống ảo của điện thoại VTV. Và ở số ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh tông màu xanh hồng, hay còn gọi là Navy Pink, bằng app Lightroom. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay nhé. Đầu tiên thì truy cập vào app Lightroom. Ở đây thì đây chính là bức ảnh của mình chụp ở một quán cà phê ở quận 2, và đây là màu gốc. Và mình sẽ bắt đầu nhấn vào phần Light. Ở đây thì mình sẽ tăng ánh sáng lên tầm 0.47, contrast thì mình sẽ giảm xuống, highlight cũng giảm. Màu navy pink này nếu như bạn nào muốn mà nó cái màu kiểu hơi pastel một xíu thì mình để phần shadow tăng lên, nhưng mà mình thì muốn hình rõ hơn ấy, nên là mình sẽ kéo shadow xuống. Đến với phần white, white là phần cân bằng của những vùng sáng ở trong ảnh. Ở đây thì mình sẽ kéo lên phần black. Lưu ý ở phần black này thì nó sẽ ảnh hưởng tới màu tóc của bạn á, nên là nếu như kéo xuống quá thì tóc sẽ dễ bị kiểu như nhìn tóc hơi bị bạc màu. Vừa phải kéo, mình chỉ kéo tới tầm -20. Ok, và đến với phần color. Ở phần tem thì mình sẽ kéo lên tới, kéo xuống, vì đây là tông màu xanh hồng là màu lạnh, nên là phần tem thì mình sẽ kéo xuống đến tầm -17. Yeah. Phần tint thì là cũng là một phần quan trọng, nghe cái tên thấy tông màu là này là navy pink, là bao gồm có màu xanh và màu hồng, thì cái phần da của mình cũng sẽ kéo lên để cho cái ánh màu da nó sẽ hồng hào hơn. Saturation thì nó cũng tương tự giống như vibrance, kiểu để sắc nét ảnh hơn. Ở đây mình cũng sẽ kéo lên. Tiếp theo thì mình sẽ ấn vào phần mist. Đây là một phần kiểu Lightroom á, đặc biệt là có phần mist này, kiểu nó sẽ cho mình chỉnh từng cái tông màu ở trong này. Ở đây trong hình có màu đỏ thì nó sẽ cho mình chỉnh ánh sắc màu đỏ hay màu cam, màu vàng, quá trời màu. Ok, mình sẽ bắt đầu đi từ màu đỏ nha. Ở màu đỏ thì phần hue mình sẽ kéo xuống thành -5. Saturation kéo lên tới 55. Và luminance kéo xuống -40, -45. Hơi hồng quá nhỉ. Kéo lên một xíu. Ở đây thì mình cũng đã thấy được sự thay đổi ở màu da rồi đúng không nè. Kiểu mình kéo màu đỏ ấy, thì môi cũng đỏ hơn, da cũng hồng hào hơn. Đến với màu cam thì sẽ kéo lên. À, mình kéo hue xuống chút. -13. Luminance thì mình kéo. Kiểu màu cam nó ảnh hưởng tới cả màu da của mình luôn. Không muốn bị ngâm quá thì kéo xuống vừa vừa thôi. -21 nhé. Màu vàng. -56. Saturation kéo xuống. Và kéo lên tới +46 ở phần luminance. Màu xanh lá kéo lên tới 100. Saturation -100. Luminance kéo lên hết cỡ 100. Màu xanh dương thì cũng tương tự, kéo phần hue lên tới 100. Saturation kéo xuống -100. Còn luminance thì giữ yên. Màu này mới là màu xanh navy nhỉ. Kéo lên phần hue, kéo lên một ít thôi. Rồi, luminance mình sẽ kéo xuống tới tầm -14. Ok. Tím thì kéo hue tới -100. Chủ yên, saturation và luminance. Tới màu hồng cánh sen, màu cuối cùng. Hue mình sẽ kéo lên hết cỡ 100. Kéo saturation xuống tới -66. Luminance mình cũng sẽ kéo xuống tương tự đến -25. Nhìn màu sắc ổn hơn rồi ha. Tới đây thì mọi người cũng có thể thấy là màu sắc của ảnh đã qua chỉnh sửa sẽ khác với lúc đầu rất nhiều. Bây giờ thì mình sẽ tới phần effects, kiểu về độ nét của ảnh nè, rồi viền ảnh đó. Faster cũng là phần độ nét của ảnh, thì mình sẽ kéo lên cho phù hợp nhất. Mình sẽ để +10. Clarity mình cũng sẽ kéo lên. Cái này tùy thuộc vào sở thích của mỗi người á, thích ảnh này sẽ hơi kiểu hơi nhạt nhạt
hoặc là rõ. Như mình thì mình thích ảnh kiểu sắc nét chi tiết, mình sẽ kéo lên. Nhưng mà đây là tông màu đã ưng ý rồi ấy. Ở phần effects thì kiểu về chi tiết của ảnh nhiều hơn thôi. Phần hạt thì chắc cũng ở bức ảnh này thì mình sẽ không đụng tới. Detail, chi tiết của bức ảnh. Sharpening kiểu là cái phần bao bọc xung quanh ảnh ấy, kiểu nó sẽ làm tối lại. Thế mình sẽ kéo lên. Càng tối thì nó sẽ mà bức ảnh viền xung quanh càng tối thì sẽ càng chú ý tới chủ thể ở trong ảnh nhiều hơn. Mình sẽ kéo tới 40. Noise thì là để giảm noise của bức ảnh đi, mình sẽ kéo lên đến 16. Và bây giờ thì chúng ta đã có thành phẩm là chiếc ảnh với tông màu navy pink. Bây giờ thì mình cùng xem ảnh ban đầu và sau khi chỉnh sửa nhé. Ngoài ra thì mình cũng sẽ chia sẻ luôn cả tips để lưu lại cái tông màu này. Lightroom hay ở chỗ là các bạn có thể tự tạo ra một cái tông màu, sau đó thì mình sẽ tự tạo ra một cái preset đó của riêng mình. Đây, mình sẽ ấn vào Create Preset, lưu một cái tên ví dụ như là xanh, xanh, hồng, hồng. Mình lưu ở trong cái phần User Preset. Ok, phát ra ngoài. Bây giờ thì mình dễ dàng apply vô bất kỳ một chiếc ảnh nào. Ví dụ chiếc ảnh này đi. Đây là ảnh chưa qua chỉnh sửa gì cả, cũng là màu gốc luôn. Mình sẽ nhấn vào phần Reset, ấn vào bụt mình đã lưu. Tên mình lưu là xanh xanh hồng hồng. Ê, nhấp vào. Ok, rất nhanh chóng đúng không? Kiểu mình chỉ mất công lúc đầu để tạo ra cái reset này thôi, sau đó thì mình có thể dùng reset này apply cho tất cả các ảnh khác. Ok, và trên đây là những hướng dẫn của mình cách để chỉnh tông màu Navy Pink bằng app Lightroom. Rất đơn giản phải không nè? Nếu như các bạn có những yêu cầu nào về những số góc sống ảo lần sau thì hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho Điện Thoại VTV nhé. Bye bye.